Như vậy tiếng gọi của WC đã vang lên, hiệp 1 giữa Thái Lan và Singapore đã được bắt đầu. Chúng ta thấy được sự quyết liệt, sự quyết tâm của cả hai ở những phút giây đầu tiên. Bóng được lưu chuyển sang cái là cánh trái dành cho các thủ Thái Lan, đánh thẳng vào dân nỗ lực. Nguyên Tha, dài đét tiến hai, không vào. Đá bằng chân không thuận của Nguyên Tha. Người đã cùng đó chính là A Cong Sơn Lạc Tử Dụng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đường chuyền của Chanathip không được. Bumathan là người đưa ra đường chuyền, Chanathip mới là người sớm nhập. Đường chuyền dài siêu tiến có độ chính xác rất cao. Ramli khá ngang, đánh đâu khá nguy hiểm. Đây được coi là cơ hội ngon là đầu tiên được tạo ra bởi các thủ đó. Pha xâm nhập vào Sarachat, tốc độ của Sarachat rất lắt léo, đánh đâu bóng không tới được vị trí của Zaydet. Mỗi khi cầu thủ Thái Lan lên bóng thì nhìn những khán đài lại rộ lên như tiếng hô vang. Trọng tài đã cho tạm dừng. Sarachat đầu chuyền bóng, đánh đầu chưa được. Sarachat và đội bóng của Sarachat qua người rất dễ dàng. Sarachat thứ hai đúng không? Nguyên Na Suma Chai Zaydet có thể xu xa rất đơn giản của đội một đầy nhạy cảm. Sẽ là quả tạt của Tenaton Bumathan. Xuống biên, cơ hội dành cho Buredat. Làm gì thế này? Trần Nam đã chân siêu và để rồi mất trụ ngã xuống. Còn quá rõ ràng. Đầy tinh tế, Sarachat, Zaydet. Cơ hội, bóng đi xa ngoài. Những pha đà lạt như chữa công người của Thái Lan. Điểm 3 bàn, giờ đây chạy chân cực kỳ dài của Zaydet. Zaydet, quý đai, đá bùi không vào. Từ đầu trận đến giờ thì Chanathip. Trận đấu đã được tiếp tục, không có bất cứ một chiến thương nào cả cho Bin Fadi. Bumathan gặp quá nhiều khó khăn. Đây là cơ hội dành cho họ. Tuyến ai dứt điểm không vào. Và thắng mở điểm để có thể khai thông thế bế tắc. Sarachat không vào, đá bùi, đá bùi vẫn không vào. Bằng một cách thần kỳ nào đó, lưới của thủ thành Vinadula vẫn chưa bao lần xung lên. Ryan Stewart, người đã vào nhận thẻ. Đây rồi, Chanathip dứt điểm vào. Sau đó là một cơn dành cho Thái Lan. Nhưng mà điều gì đến thì cũng phải đến mà thôi. Bàn thắng đến là phút thứ 37 của hiệp 1. Bàn thắng có dấu giày của Chanathip Songkrasin. Lại là Nguyên Tha, như chúng ta cũng đã chia sẻ, Nguyên Tha luôn là hung thần của hàng phòng ngự bên phía Singapore. Bóng bay rất là bập nhưng Chanathip vẫn đưa ra một hướng càng ngang trọn vẹn dành cho đồng đội. Phần việc còn lại của Nguyên Tha là không quá rõ ràng. Còn Nguyên Tha vẫn như thường lệ, vẫn rất biết cách ghi bàn. Không di chuyển. Đó là cái trái của Tenaton Bumathan, đánh đầu không vào. Quả bóng sở trường của Subhachai Zaydet. Nhưng cú đánh đầu ở tư thế ứng siêu sao đá phạt đằng sau. Đó là một đường chuyền có điểm rơi. Phạt góc cho Thái Lan. Có góc rồi. Giật gót giật đáy. Tenaton đánh đầu. Thứ này Chanathip dứt điểm không. Thì sẽ là những người đi tiếp. Nếu như sẽ về hiệu suất bàn thắng bại, quả là một bàn vào lưới của Singapore. Và lấy bóng hiếm hoi của cao thủ đỏ đường chuyền này Ramli Songkrasin đường chuyền bằng chân trái vẫn còn chưa được. Quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau trở lại bài của sơ tài giữa hai đội tuyển quốc gia Thái Lan và cầu thủ Singapore trận đấu trên cổ vòng 6 của bảng C. Người xuất hiện sẽ là tiền vệ áo số 22 Pofon. Không có gì nguy hiểm tới những bước chạy của Buredat. Buredat qua người rất khỏe tiến lên. Đường chuyền bóng giờ đây bắt cú lê cứu bóng. Cú đệm lòng kiên thành vừa rồi là cơ duyên nhân. Bóng tìm đến cột sông. Cú đánh đầu ở tư thế quá khó dứt điểm. Một cú đá góc đẹp. Quả ra chân là của Bin Fadi. Trong thời vừa rồi Singapore cũng không quá lùi sâu. Ramli đường chuyền lòng chân đánh đầu cứu bóng. Nếu như các thủ Thái Lan để thủng lưới trước Singapore thì nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
đã có những giây phút đầu tiên coi Terathon Bumathan. Terathon, anh đã đưa ra một tình huống cầu bóng có ý đồ nhưng bóng đi quá sâu. Nhưng nếu như quá mải mê tràn lên tấn công thì rất có thể thấy phòng ngự bên phía đội chủ nhà sẽ mắc lỗi. Và đúng là như vậy, đòn hồi mã thương quá sắc sảo, quá sắc bén của Singapore. Đây là niềm vui của số ít cổ động viên của Singapore và có lẽ là người dân Trung Quốc cũng đang ăn mừng bàn thắng này. Tỷ số đã là 1-0, một thế trận quá áp đảo, nhưng tỷ số của chúng ta đã trở lại với vạch xuất phát. Một cú đá làm chết lặng những khán đài có sự có mặt của cổ động viên bên phía Thái Lan. Sắc như dao gạo, đó là pha xử lý của Binfandi, tiền đạo đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Pathum. Anh quá hiểu bóng đá Thái Lan, quá hiểu con người Thái Lan. Cú nã đại bác trái phá, bóng đi không quá sắc. Sanachat, đường chuyền bóng của Sanachat không có đối với thủ thành lớn hơn cho thầy John Chiesi. Pha đi rất nhanh, pha đánh chặn vừa rồi là của Trung Nguy Hiểm. Thứ này xử lý tốt, đường chuyền của Kim Huế. Hai đánh ngay, làm gì muốn ta. Vương ta đã ngã rồi. Terathon, Binfandi tiếp tay đét xuống biên rất nhịp nhàng. Sanachat chưa được, thế chỉ có quả đá phân góc cho Thái Lan mà thôi. Giải đét rời sân là điều hoàn toàn hợp lý. Đánh đầu chưa được, bóng tới được vị trí của Đang Đang. Hướng trao cái hay của Buredat, dứt điểm không vào. Rất có thể sẽ được đưa ra nghỉ. Và bật nha, Teresi đang đá giữa đây, Nguyên Đa rất đẹp với những khán đài của sân đồng Raja Mangala. Bumathan đánh đầu, bóng đi đập đất. Tan quá nát, chưa được. Quả tạt hơi nhẹ, bóng dừng cây nào. Bumathan xuống biên, Nguyên Đa đường trên. Góc nổi lượt về trên sân nhà lại khó bấy nhiêu cho Thái Lan. Khá nguy hiểm, lại là cú. Bản gỡ hòa của Singapore là một bàn thắng quá chí mạng cho đội chủ nhà. Dứt điểm kỹ thuật và một siêu phẩm đã được tạo ra, đó là cái hay của huấn luyện viên Nhật Bản Oishi. Ông đã rút ra giải đét, ông đã rút ra Chanathi Songkrasin, người đã lập công tuyệt vời vừa rồi dường như là pha giao chân của Chanasami. Bàn thắng quá đẹp, một bàn thắng ở đẳng cấp rất cao, không hề có lỗi vị. Và lần này người đã đưa ra đường chuyền thuận lợi, đó chính là Terathon Bumathan. Một góc sút không quá rộng nhưng anh vẫn có thể đưa ra một đường cong mỹ miều, nó đi ra ngoài tầm với của thủ thành Binabula. Cơ hội lại tiếp tục được nhẹ nhóm dành cho người đã có 3 bàn thắng trong 2 lượt trận đi và về vào lưới của Singapore. Không vào, đánh đâu vào. Indonesia bước tiếp vào vòng sơ loại thứ 3, thời gian là vẫn còn, họ sẽ còn khoảng hơn 5 phút nữa. Thái Lan đang nén đau, Thái Lan đang rất mệt mỏi rồi nhưng họ vẫn phải trao lên tấn công và phần thưởng đã được đáp đền. Lại là cái chân trái của Terathon Bumathan, hai điểm chạm của hệ thống phòng ngự bên phía Singapore, bóng đã trở ngược lại với đang thực sự là rất mỏng rồi, mỏng như tờ lá lúa. Đây rồi, không vào.